Chiều hôm qua, Ban tuyên giáo quyền quỹ chợ mới tổ chức bế mạc trao giải hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2024. Đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh, Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh quỹ An Giang đã đến dự. Các thí sinh tham gia hội thi trải qua hai dòng thi, dòng viết chính luận thu hút 518 bài. Ban tổ chức đã chấm chọn 50 bài thi có chất lượng vào dòng 2 thi thuyết trình dành cho hai cụm, cụm ngành quyện trường học và cụm xã thị trấn kết thúc hội thi ban tổ chức đã trao giải nhất cụm xã thị trấn cho thí sinh lê hoàng ân xã tấn mỹ giải nhất cụm ngành quyện trường học cho thí sinh phạm thị thùy thái trường mẫu giáo long điền a hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu động góp phần nâng cao nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ báo cáo viên trong quyện tạo bước chuyển dây hiệu quả hoạt động của công tác tuyên truyền miệng tại cơ sở đồng thời giúp cấp ủy các cấp đánh giá năng lực trình độ và khả năng của đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới